Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với realgi của mình. Và lúc này mình đang có mặt ở bên server Indo. Nhiều anh em bảo là có cái vòng quay thẻ Booyah hay lắm, chú Ri qua đi quay đi. Đấy, thẻ Booyah thì nó khác gì server Việt Nam, thì có gì hay đâu. Đấy, cũng rất là bình thường như cô Hường ngồi cổng trường nó bán nước đường và đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Không có gì đặc biệt cả. Đấy, và bên này server Indo thì họ có một cái gọi là BP Royale. Đấy, tức là vòng quay thẻ Booyah. Thì tức là nói chung mà thay vì là bán thẳng thẻ Booyah, thay vì mua thẳng thẻ Booyah thì một số ông lại thích chơi theo kiểu gọi là bốc thăm trúng thưởng. Đấy, bên này thì có cái quả rất là ảo ma, đấy là 400 kim cương nhận ngay SK Hỏa Thần Quỷ Ấn. Đấy, khẩu ấy đúng kiểu khẩu súng bị bên Ghana Free Fire ghẻ lạnh ấy. Ở rất nhiều server thì khẩu này được phát free. Đấy, bằng cách là nạp thẻ server thì độ 100 kim cương, server thì 300 kim cương, server này thì 400 kim cương. Nói chung là cái khẩu này cũng là hàng cho không biếu không. Đấy, tại vì thực ra là nếu mà so với những skin SK khác đang có trong Ghana Free Fire, khẩu ấy nó quá yếu. Đấy, một tốc bắn là hai độ chính xác, độ chính xác là cái SK nó quá thừa, nó không cần lắm. Đấy, nhưng mà thực ra nếu mà khẩu này mà về server Việt Nam mà nạp 400 kim cương để lấy thì anh em phải xin húp sùm sụp. Đấy, anh em phải húp sùm sụp luôn, tại vì nhiều anh em làm gì có skin súng đâu, bây giờ nạp có hơn 100.000. Đấy, ăn ngay được quả skin súng như này thôi dùng tạm. Đấy, tất nhiên nó bắn nó không bằng cá mập đen, cá mập trắng, hay là bắn bằng gọi là khẩu titan hay là khẩu các thứ mấy khẩu hai tốc bắn được, nhưng mà nói chung là có gì dùng đấy, đòi hỏi gì nữa. Ở bên này cũng khá là giòn nhá, nạp thẻ nhận được cả huy hiệu rồi nhận được thêm cả cái băng đầu vẻ vô địch. Đấy, ba lô con rắn nữa, ba lô lễ hội con rắn rất là giòn. Đấy, rất là giòn luôn. Đơn giản như đan rổ. Đấy, anh em thấy xịn chưa? Đấy, SK Hỏa Thần Quỷ Ấn, đúng khẩu súng bị gọi là ghẻ lạnh trong Ghana Free Fire. Khổ. Cái máy khẩu này nó đẹp chứ, khẩu này các bạn cứ cảm giác mà nó mà ra cái đây khoảng 3-4 năm đi thì nó lại phải gọi là hot on hot. Đây, thì đây chính là cái vòng quay thẻ Booyah. Đấy, thay vì là đi mua thẳng thẻ Booyah thì nhiều ông lại thích chơi cho cái phong cách là 9 kim cương ăn thẻ Booyah hay kiểu thế. Nó lại gọi là thích kiểu rẻ hẳn. Đấy, đây 9 kim cương này, hoặc là quay 5 lượt là 45 kim cương, hoặc là quay một lần đặc biệt là 19 kim cương. Đấy, thì nói chung là quay này thì tôi nghĩ nó méo ra đâu. Đấy, trong này nó có 7 cái hộp đồ, toàn đồ linh tinh lang tang. Đấy, một cái loa phường cộng thêm với cả một cái đồ ăn cho pẹt. Đấy, bó tay chấm com. Ông bảo mà chơi cái vòng quay này tôi thấy nó cũng hơi bẩn. Đấy, thật sự chia sẻ, thật sự chân tình như thế luôn. Ông nào mà chơi vòng quay này cá nhân tôi thấy nó cũng hơi bẩn tí. Đúng bẩn luôn, chả bần, bần mạnh ạ. Em chả bần chơi cả vòng quay một mấy chục kim cương ở đồ ăn thẻ Booyah. Đấy, mà nếu mà ông nào thích thử vận may chơi thôi. Đấy, tôi cũng thử chơi nhưng mà xác suất ra nó toàn đồ cùi bắp thôi anh em ạ. Khó ra là cái thẻ Booyah với giá thấp hơn 350 kim cương lắm. Đấy, rất là khó luôn. Thì thả rồi người ta đi mua thẳng thẻ Booyah luôn cho nó xong. Đấy, chui ở đây quay làm gì, còn toàn quay ra mấy cái hộp đồ ngày. Đúng là có tiền phải biết chỗ mà tiêu anh em ạ, chứ còn không biết có tiền mà không biết tiêu bừa thì nói chung là cũng căng. Đấy, có tiền mà tiêu bừa cũng căng, được cái chơi ở đây được cái vui, cộng thêm được một ít cái vé vòng quay bắn vàng. Đấy, nếu mà mình có tiền mình sẽ ghé ngay qua Realgi Store shop bán tai nghe dành cho game thủ Free Fire. Nếu các bạn có nhu cầu mua tai nghe chơi Free Fire, chơi Liên Quân, PUBG, Roblox với tất cả tựa game trên di động, kể cả chơi game trên PC, cũng có thể sắm cho mình một tai nghe có mic rời. Đấy, tai nghe gắn tai mà có mic rời. Đấy, như ví dụ như XG122 hoặc là G10, mua một tai nghe bất kỳ tặng ngay mini Lego, mua một quả tản nhiệt tặng ngay bàn tay Memo nha anh em nhá. Đường link mình để dưới phần ghi mô tả, dưới phần comment. Chia tay vì cả server gọi là Indo Cùi Bắp thì chúng ta qua một server ID khác, nhưng mà không phải là Indonesia mà là India, tức là server Ấn Độ. Server Ấn Độ này cũng có quả vòng quay anh em ạ, cũng có quả vòng quay. Đấy, thẻ Booyah, tôi thề không hiểu sao lần này bên các server cứ thích cái kiểu bốc thăm trúng thẻ Booyah này. Tôi nói thật là thẻ Booyah này thì cần gì bốc thăm, mua thẳng luôn cho nhanh, nhà giàu tiếc gì con lợn con. Đấy, nhà giàu tiếc gì con lợn con. Bên này vòng quay nó còn trí ở chỗ là cái mốc cuối của nó là tận tức là quay đủ cái vòng quay này là hết tận 500 kim cương. Đấy, trong khi mua cái thẻ Booyah còn rẻ hơn. Buồn cười. Đấy, nhiều người thấy buồn cười, nhưng mà chơi cái kiểu này nó cũng buồn cười. Ví dụ như là 9 kim cương bạn mở ra thẻ Booyah luôn.
Đấy, thì lại cũng ngon. Nên là thực ra là nếu như mà server Việt Nam mà cũng có cái trò bốc thăm trúng thưởng như thế này này thì tôi cũng tham gia. Đấy, cũng là một cái thú vị thử test nhân phẩm. Còn nếu mà quay mức cuối thì cũng bằng như là bỏ tiền để mua một cái thẻ Puja bình thường thôi. Đấy, tức là bên Ghana họ tính cả rồi, tức là một mà mày mua thẳng đấy thì mày đỡ phải gọi là đâm chiêu, còn nếu mà mày quay vòng quay này thì mày sẽ tốn thêm một tí kim cương. Đấy, tức là kiểu gì chúng ta cũng mất tiền. Nhưng mà cái vòng quay bên này ấy thì nó cũng có chứa thẻ vô cực, nhưng nó không phải là thẻ vô cực mùa 2 giống như server Việt Nam, mà là thẻ vô cực mùa 6 và thẻ vô cực mùa thứ 32 hoặc 33 gì đấy. Thì đây là thẻ vô cực ma tốc độ cộng thêm với thẻ vô cực giả lập, thế giới giả lập. Đấy, anh em nào mà ngày xưa mà mua thẻ Buya, thẻ vô cực mùa 6 rồi cũng biết đấy là một trong những thẻ vô cực bị ném đá nhiều nhất trong Ghana Free Fire. Lý do là năm cái thẻ vô cực trước thì đều theo phong cách ngầu ngầu con người, tự nhiên đến quả thẻ vô cực 6 này ra robot đồ chơi trông như trẻ em. Đấy, nhiều ông phải đánh giá là quả thẻ vô cực mùa 6 trông như trẻ em đấy, nhưng mà nó là phong cách arcade nhá. Đấy, ngoài ra thì nó còn có thêm một số những cái thẻ vô cực ma tốc độ đấy thì cũng hay, và những cái đồ liên quan đến cái thẻ vô cực ngày xưa đấy, mấy cái đồ linh tinh lang tang từ thẻ vô cực mùa 6 và thẻ vô cực mùa thứ 32. Rất là buồn cười, tôi không nhớ là thẻ vô cực này 31 hay 32, mà tôi nhớ là khoảng từ 31 cho đến 33. Đấy, 31, 32, 33 gì đấy, một trong ba cái thẻ vô cực đấy. Bây giờ bảo nhớ 50 mùa thẻ vô cực mà đủ hết số liệu thì cũng chỉ nhớ được một số mùa thôi. Đấy, ví dụ mùa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì còn nhớ, bắt đầu từ mùa 11 trở đi thì bắt đầu có tí lú rồi. Đấy, bắt đầu có tí lú lẫn rồi. Đấy, em thấy chưa? Húp đi còn gì nữa, nhưng mà đây là server Ấn Độ, làm sao mà húp được. Đấy, làm sao mà húp được. Thật ra thì cái xác suất mà mở ra mấy bộ này nó cũng sẽ tương đương với cả bộ hip hop ở Việt Nam thôi. Mà từ hôm qua đến giờ không thấy có ai ở server Việt Nam nạp 100 triệu vào để quay thẻ vũ mùa 2. Đấy, đợt này không thấy ai chơi lớn nữa anh em ạ. Đợt này không thấy ai chơi lớn nữa, thế nó mới ảo. Và không thấy ai chơi lớn nữa, thế nó mới ảo. Ảo ma Canada, Venezuela đấy. Đấy, kể có ai chơi lớn thì nó phải gọi là hết nước chấm đấy. Và có ai mà chơi lớn thì gọi là hết nước chấm đấy. Và mỗi tội là không thấy có ai chơi lớn cả, thế nó mới ảo chứ đấy. Đấy, ảo lắm, ảo lắm, ảo ma Canada luôn. Đấy, ok, thì đấy là cái thẻ Buya. Đấy, mà tôi còn phát hiện ra một vụ này nữa khá là hay. Đấy là mấy ngày hôm nay thì ở trên mạng bắt đầu là có những cái tin đồn. Đấy, lời như đồn. Đấy, đó chính là có một cái ảnh, không phải một cái ảnh đâu, mà rất là nhiều đoạn clip của một ông YouTuber nào đấy ở bên server nước ngoài cầm quả súng to vãi trưởng ấy, anh em ạ. Đấy, cầm quả súng trông khiếp thật sự, mà xong lại còn có cả, xong mà có cả tên ông Việt Nam nữa cơ. Đấy, không hiểu là ông này ông như nào. Thì sau một khoảng thời gian điều tra ấy, đấy, tôi đã đi điều tra thì cái ông này tên là Riskia Pro. Đấy, một YouTuber ở bên server nước ngoài cũng khá nổi tiếng. Đấy, cũng khá nổi tiếng. Thì cái ông này này, thế ông này ông ý chơi ở nhiều server lắm, nhưng mà ông ấy tạo nick ở các server như kiểu server Việt Nam các kiểu này. Sau ông ấy chỉnh sửa lại một số những cái file, chỉnh sửa lại một số những cái trong game. Đấy, và biến những cái khẩu súng ở trong game nó to gấp mấy chục lần anh em ạ. Đấy, và không biết là cái việc mà sửa game như này thì có bị tính là gọi là hack hay không. Đấy, và có bị ban nick hay không. Nhưng mà hiện tại thì là ông này ông sửa, nhưng mà chỉ có máy ông ấy nhìn thấy súng to thôi, còn người khác thì nhìn thấy súng ông ấy thì vẫn bình thường. Đấy, cầm súng to vãi trưởng thì nhìn sợ vãi nồi. Đấy, thì cái tin này đăng lên thì nhiều anh em bảo là bản hack nọ hack kia, nhưng mà thật ra không phải, ông này ông chỉnh sửa trên máy ông ấy thôi. Đấy, nhìn cầm khẩu súng trông tục thật sự ạ, to vãi cả nồi ạ, méo hiểu kiểu gì. Đấy, súng siêu to khổng lồ. Nhưng cái này nó là một hình một cái mà ông ấy chỉnh sửa lại cái file trong game trên máy tính ông ấy thôi. Đấy, và sau đó thì ông ấy khi mà mang vào trong game thì nó sẽ hiển thị như thế này. Nhưng mà ông ấy cũng hướng dẫn cách làm ấy, nhưng mà khuyến cáo là anh em không nên bắt chước. Thì cái kênh của ông này tên là Riskia Pro. Đấy, Riskia Pro, R-I-Z-K-I-A pro.pro. Đấy, thì anh em không nên bắt chước kiểu này. Mặc dù tôi thấy trông kiểu này hay và hy vọng là trong tương lai bên Ghana Free Fire ra một cái chế độ chơi mà trông nó kỳ dị như này thì càng hay. Đấy, đây xong rồi ông ấy còn chỉnh gọi là súng này. Súng lại còn theo phong cách gọi là bốn súng nữa, vãi trưởng chưa hiểu kiểu gì ạ. Đây có cái tên ông ấy là Riskia Pro kìa.
Đấy, nhưng mà cái này nó là một hình thức chỉnh sửa game thôi. Và cái này thì tất nhiên là nhà phát hành họ sẽ không thích. Đấy, vì làm cái này thì game nó sẽ dễ bị lỗi, rồi thì nó sẽ ảnh hưởng cái này cái kia đến từ Gaia Free Fire. Nên tất nhiên là họ sẽ không thích. Thì anh em chú ý là chúng ta không nên bắt trước. Còn bạn nào mà bắt trước đến lúc bị ban nick ấy thì ráng chịu. Đấy, thế tôi nói thế thôi, sẽ không nhiều ông lại bảo em có làm gì đâu mà em bị ban nick. Đấy, cộng đồng Free Fire Việt Nam, cộng đồng kêu oan số 1 server, em có làm gì đâu mà em bị ban nick. Cay. Đấy, cay anh em ạ, quá cay rồi, ăn thịt say luôn. Wow, cay. Đấy, mà thôi, chịu thôi, biết làm là được. Ok, thì đó là một số thông tin thú vị mình mang đến cho anh em trong cái video tổng hợp thông tin này. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai, được xinh gái nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong video lần sau. Đừng quên bật chuông thông báo nha. Đấy, bật chuông thông báo là cái rất là quan trọng đấy. Mà không bật thì cũng không sao, nhưng mà để lại một like, một comment thì càng tốt. Bye bye.